Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, tính chung trong toàn tỉnh Long An, số lượng cán bộ công chức cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện năm 2024 là hơn 4.000 người, trong đó số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã là gần 2.500 người. Tỉnh đang nỗ lực đảm bảo phụ cấp hợp lý cho những trường hợp này. Theo quy định vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, Mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp xã tương ứng với mức lương bậc 1 của công chức cấp xã có cùng trình độ đào tạo và được hưởng thêm phụ cấp thâm niên từ 150 đến 290.000 đồng trên một người một tháng. Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách ấp khu phố sẽ được tính phụ cấp dựa trên đặc tính và dân số ấp khu phố, đơn cử như ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm ấp thuộc xã biên giới thì bí thư chi bộ hưởng phụ cấp bằng 1,35 lần mức lương cơ sở trên một tháng, trưởng ấp khu phố bằng 1,35 lần mức lương cơ sở trên một tháng. Qua 3 năm thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại Long An, nhìn chung kết quả đạt được góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Từ năm 2021 đến năm 2023, giảm đáng kể so với thiệt hại trong giai đoạn 2011-2020. Hiện nay, toàn tỉnh thành lập hơn 390 đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với hơn 9.500 thành viên, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ vì yêu cầu 3 sẵn sàng. Tuy nhiên, số lượng thành viên tham gia lực lượng xung kích cấp xã còn thiếu, nguồn kinh phí hạn chế nên chưa phát huy hết năng lực từ lực lượng này. Để chủ động hơn trong phòng ngừa ứng phó với thiên tai, thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia xem xét kiến nghị chính phủ thành lập cơ quan chuyên trách về phòng chống thiên tai ở tất cả các tỉnh thành cụ thể hóa chính sách đẩy ngộ tăng cường nguồn nhân lực thực hiện công tác này, đặc biệt là hỗ trợ tỉnh đầu tư các dự án bố trí ổn định dân cư dùng thiên tai do sạt lở để sớm thực hiện trong giai đoạn 2024-2025, gồm di dời các hộ dân ở hai cù lao của xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành có nguy cơ bị sạt lở bờ sông và mở rộng tuyến dân cư biên giới ở xã Mỹ Quý Tây, quyền Đức Quệ. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 xác định đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh là một trong ba chương trình đột phá. Do đó thời gian qua, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tăng cường phối hợp hỗ trợ các cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Từ tháng 3 đến nay, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tạo điều kiện cho trường Cao đẳng Long An tham gia làm việc, trao đổi nội dung hợp tác với doanh nghiệp là hội viên của hội đồng thời tạo điều kiện cho hơn 1.000 học sinh sinh viên trường cao đẳng Long An đi thực tập thực tế tại 66 doanh nghiệp là hội viên của hội. Ngoài ra, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và trường cao đẳng Long An còn phối hợp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Long An tổ chức 4 phiên giao dịch giới thiệu việc làm cho trên 1.100 học sinh sinh viên tốt nghiệp tại 4 cơ sở của trường với gần 80 doanh nghiệp là hội viên của hội tham gia. Qua đó, đã giới thiệu việc làm cho trên 800 học sinh sinh viên đạt 75%. Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh còn cung cấp nguồn tài trợ và hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thành chương trình đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Theo báo cáo giải ngân của Bộ Tài chính, ước tỷ lệ giải ngân 11 tháng năm 2023 của tỉnh Long An đứng thứ hai trên 63 tỉnh thành và đứng thứ tư trên 114 chủ đầu tư trên kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng chốn đầu tư công năm 2023, Quỹ ban nhân dân tỉnh đã giao cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện trên 9.800 tỷ đồng. Tính đến ngày 13 tháng 12, khối lượng giải ngân là hơn 8.800 tỷ đồng, đạt gần 90% kế hoạch. Trong 30 chủ đầu tư, có 13 chủ đầu tư giải ngân trên 95% kế hoạch, 8 chủ đầu tư giải ngân trên 85% và 9 chủ đầu tư giải ngân dưới 85% kế hoạch. Trong tháng 12 này, giải ngân vốn đầu tư công bước vào chặn nước rút với quyết tâm cao nhất của các sở ngành địa phương làm chủ đầu tư để góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Thưa quý vị, với sự vào cuộc đồng bộ, linh hoạt của cả hệ thống chính trị trong công tác giải phóng mặt bằng năm 2023, huyện Cần Duộc tháo gỡ chướng mắt bằng giao mặt bằng sạch cho nhiều công trình dự án, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tạo đồng thuận cao trong người dân gia đình ông Lê Văn Bé Hai, xã Long Phụng, huyện Cần Chuột là một trong các hộ bị ảnh hưởng, có tuyến đường tỉnh 830 đi qua. Từ khi được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, gia đình ông Hai không chỉ đồng thuận cùng với chính quyền giao đất làm đường mà còn hiến 200 mét vuông đất làm đường nông thôn. Thì cái lúc mà mới mà triển khai để bằng đường cái 830 này ở nhà thì cái đợt 1 á thì cái đất mà nông nghiệp thì nó vô là 500 mét vuông. Còn cái đất thổ á, thì nó vô là 200 thì ở nhà thì cũng thấy cũng tiếc nhưng mà nghe nói là mừng đường cho rộng để phát triển kinh tế dùng hạ thì thôi gia đình chấp thuận đồng thuận ngay chẳng cho cái đường xá nó rộng nó phát triển cái, cái, khu của xã mình còn tại công trình đường tỉnh 835B có chiều dài hơn 9,6 km với điểm đầu tại tranh xã Mỹ Lộc điểm cuối tranh tại huyện Bến Lức được thiết kế với nền đường rộng 14m tải trọng thiết kế 12 tấn vận tốc 50 km/h tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng, gắn bó với chuộng giường nhà cửa từ bao đời nay. Nhưng khi được thông tin đường tỉnh 835B là công trình quan trọng, hầu hết người dân trong vùng quy hoạch đường tỉnh 835B đều phấn khởi cho đồng thuận vì mục tiêu phát triển chung. Được mà nghe tin là con đường này sẽ nâng cấp lên là trắng nhựa này kia đầu thì gia đình chúng tôi cũng như là dân ở gần đây thì coi như là rất là đồng tình. Là quốc là quan ninh là coi như là, là sẵn sàng coi như là chấp nhận mọi cái, cái những cái thiệt hại về 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 mình dụ dời nhà vô là là có nhiều người dời vô là tới mấy mét uh, chiều sâu và chiều ngang thì tới, là là có thể là mấy chục mét thì cái tổng diện tích đó có thể là một hai trăm mét vuông nhưng mà đối với gia đình chúng tôi là coi như là, là tổng diện tích mà mà phải di dời đó là khoảng chừng một trăm uh, hai mấy mét vuông À, nhưng mà tôi tôi sẵn sàng tôi rất là vui vui, vui vui lòng trong từng giai đoạn các cấp các ngành địa phương của quyện tập trung cả hệ thống chính trị cùng nỗ lực để nâng cao hiệu quả hiệu lực công tác đền bù giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư cũng đã tiếp cận các hộ dân để vận động cũng như gặp một số trường hợp nào khó thì trực tiếp của Đảng quỹ và đồng dân của chính quyền xã cũng đã tiếp cận để mình giải thích Do có một số hộ dân mà giống như là trên thành phố về sau khi mà người ta về người ta ở thời gian chưa lâu người ta chưa nắm được những cái mục tiêu mục đích của địa phương phát triển thời gian sắp tới thì mình cũng đã tiếp cận để vận động thì người ta cũng hiểu được là để đảm bảo tình hình giao thông thông thoáng trên địa bàn xã cùng với đó thì đảm bảo phát triển hạ tầng cho nó đồng bộ trên toàn địa bàn thì người ta cũng thống nhất Tính đến nay, huyện Cần Chuột đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 31 dự án với diện tích gần 958 hectare đã chi trả bồi thường được 933 hộ, 2 tổ chức, diện tích sử dụng 120 hecta, số tiền hơn 1.319 tỷ đồng, đạt hơn 50% so với chỉ tiêu tỉnh giao 240 hecta. Với như giải pháp được địa phương triển khai, đã tạo được sự thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng tham gia của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Chuyển sang những thông tin khác. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12, 1944, 22 tháng 12, 2023, và 34 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12, 1989, 22 tháng 12, 2023. Quyền Đức Huệ tổ chức buổi gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện. Tại buổi gặp mặt Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trần Thanh Phong đã ôn lại truyền thống vẻ vang hào hùng của quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt chặng đường 79 năm hình thành, xây dựng và trưởng thành, kế thừa truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang huyện Đức Huệ trong những năm kháng chiến ác liệt cũng như trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Bí thư Quyền ủy Châu Thành Lê Quốc Dũng đến xã Phú Ngãi Trị và xã Phước Tân Hưng thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, chúc các mẹ sống vui sống khỏe cùng con cháu. Hướng về kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, quyện Châu Thành tổ chức ba đoàn cán bộ đi thăm và tặng quà cho tám mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Qua đó thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với gia đình mẹ Việt Nam anh hùng đã đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh và Ủy ban nhân dân xã Nhân Ninh tổ chức lễ bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa cho 3 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi căn nhà được Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam hỗ trợ 80 triệu đồng. Việc trao nhà tình nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng như tình cảm và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng chung tay chăm lo cho các gia đình chính sách và người có công. Thưa quý vị, nhằm giúp học sinh hình thành thói quen đọc sách báo, ngay từ đầu năm học 2023-2024, Liên đội trường tiểu học Tân Khánh, thành phố Tân An triển khai thực hiện phong trào đọc và làm theo báo đội. Thời gian qua, Liên đội trường tiểu học Tân Khánh đã tích cực trong việc định hướng hướng dẫn học sinh đọc báo đội, giúp các em lựa chọn những tờ báo vừa mang tính giải trí lành mạnh vừa bổ trợ trong quá trình học tập, Đọc báo đội thì giúp cho các em mở mang hiểu biết về thế giới xung quanh và giải trí sau những giờ học căng thẳng. Đồng thời cũng giúp cho các em hạn chế được việc sử dụng các thiết bị điện tử, rèn thêm kỹ năng đọc, hiểu, nghe, nói. Từ từ đó các em sẽ có thêm vốn từ phong phú hơn. Nhà trường cũng thành lập tủ sách dùng chung với đầy đủ các đầu báo, gắn với giáo dục về truyền thống lịch sử, lòng yêu nước góp phần không nhỏ vào việc nuôi dưỡng tâm hồn kiến thức cho mỗi học sinh, từ đó hình thành ý thức rèn luyện học tập xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Bà rịa Dũng Tàu không chỉ sở hữu những bãi biển đẹp mà còn có nền văn hóa đặc sắc với những di tích lịch sử hào hùng, những lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc, những làng nghề truyền thống bình dị tạo nên hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc hấp dẫn. Sở hữu lối kiến trúc châu Âu thế kỷ thứ 19, bạch dinh, dinh thự màu trắng, nổi bật bởi vẻ đẹp lâu đời cổ kính, thu trọn khung cảnh thơ mộng của thành phố biển khi nhìn từ trên cao xuống. Trước mặt là biển, sau lưng tựa núi. Công trình đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 1992, di sản văn hóa thiên nhiên. Các di tích lịch sử văn hóa luôn được coi là nguồn tài nguyên quan trọng để kết nối và phát triển du lịch, đưa chủng tàu nói riêng và tỉnh Bà Rịa chủng tàu nói chung trở thành điểm dừng chân bình yên, thu hút du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm nghỉ dưỡng. Chiều 18 tháng 12 theo giờ địa phương, đương kim tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba khi giành được 89,6% số phiếu ủng hộ với chiến thắng này, ông sẽ tiếp tục nắm quyền điều hành đất nước đến giữa năm 2030. Trong bối cảnh Ai Cập đang đối mặt với rất nhiều khó khăn về kinh tế và không ít thách thức trong một khu vực đầy biến động. Theo thông báo chính thức do cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập công bố, gần 44,7 triệu cử tri trong khoảng 67 triệu cử tri đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12. Kết quả cho thấy ông NCC đã vượt xa các ứng cử viên còn lại khi nhận được 39,7 triệu phiếu bầu. Đây là kết quả không bất ngờ vì quy tín và những thành tựu đạt được trong hai nhiệm kỳ qua đã giúp Tổng thống NCC nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri Ai Cập. Cũng trong ngày hôm qua, cử tri Iraq đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu hội đồng các tỉnh. Đây là cuộc bầu cử địa phương đầu tiên của Iraq kể từ năm 2013 và được xem là bước khởi đầu then chốt để chuẩn bị cho kỳ bầu cử quốc hội nước này vào năm 2025. Hơn 7.000 điểm bỏ phiếu tại Iraq đã bắt đầu mở cửa lúc 7 giờ sáng qua theo giờ địa phương, tức 11 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, trong điều kiện an ninh được thắt chặt. Ước tính có hơn 16 triệu cử tri họp lại đi bỏ phiếu để bầu ra 285 đại biểu trong khoảng 6.000 ứng cử tham gia tranh cử lần này. Cuộc bầu cử lần này được xem là phép tử quan trọng đối với chính phủ của Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani. <laughs> Truyền thông Trung Quốc và Triều Tiên hôm qua đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Nghị đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Bắc Myung Ho tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Bộ trưởng Dương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi, phối hợp, hợp tác với Triều Tiên trong nhiều lĩnh vực. Ông nêu rõ, Trung Quốc cũng sẵn sàng thúc đẩy sự phát triển bền vững và ổn định của các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Về phần mình, Thứ trưởng Park Myung Ho khẳng định, Triều Tiên sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Bình Nhưỡng cũng sẽ duy trì phối hợp nhiều mặt với Bắc Kinh nhằm đảm bảo lợi ích chung vì sự hòa bình và ổn định của khu vực. Hôm qua, một vụ tấn công vũ trang đã diễn ra tại thành phố San Vatierra ở miền trung Mexico, khiến hơn 20 người thân vong. Đây được xem là một trong những vụ tấn công đậm máu nhất tại Mexico trong năm nay. Cảnh sát Mexico cho biết, vụ tấn công diễn ra tại khu nhà trọ ở ngoại ô thành phố San Tierra, bang miền trung Guanajuato. Vụ tấn công khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương, trong đó hơn một nửa bị thương rất nặng năm xe ô tô bán tải và nhiều xe máy cũng bị đốt cháy theo các nhân chứng một nhóm vũ trang đã nổ súng vào những người đang tham dự bữa tiệc truyền thống của người mexico thường được tổ chức trước lễ giáng sinh bộ an ninh mexico hiện đang phối hợp cùng với lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra vụ việc và truy tìm thủ phạm hôm qua cảnh sát tây ban nha đã tiến hành kiểm tra một số trường quốc tế trong khi một số trường khác phải đóng cửa sau khi nhận được thư điện tử có nội dung dọa đánh bom bộ nội vụ tây ban nha sau đó khẳng định tất cả đe dọa đều là giả cảnh sát xác nhận có bốn trường quốc tế trong thành phố này đã bị đe dọa ít nhất ba trường quốc tế của anh tại thủ đô madrid khẳng định đã nhận được đe dọa tương tự vào tuần trước hoặc trong cùng ngày trong thông báo bộ nội vụ tây ban nha nêu rõ nhà chức trách đảo mở của điều tra đồng thời khẳng định tất cả những thư đe dọa này đều là giả. Đài truyền hình nhà nước Kuwait hôm qua đưa tin, quốc dương nước này Nawad al Ahmad al Sapa đã từ trần ở tuổi 86, 3 năm sau khi nắm quyền điều hành Kuwait. Tuyên bố của hoàng gia bày tỏ sự đau buồn khi quốc dương qua đời. Hồi tháng 11 vừa qua, quốc dương Nawad đã phải nhập viện cấp cứu do vấn đề về tim mạch sau đó ông được thông báo sức khỏe đã ổn định